phải chăng là Chúa Giêsu có vẻ tàn nhẫn, có vẻ không yêu thương các loài thực vật, động vật, có phải chăng? Thật ra thì không phải như là nhiều người có thể nhìn thấy cái câu chuyện, cái, tất cả những cái điều diễn ra và chúng ta đôi khi chúng ta không có hiểu về Chúa. Chẳng hạn như có lần Chúa đã đồng ý để cho quỷ nhập vào bầy heo và nguyên cả cái bầy heo đó nó nhào xuống biển khoảng 2.000 con heo. Lần này thì đối với thực vật, đối với một cái cây vả, Chúa đã rủa xả và nó đã bị khô. Trong hai cái câu chuyện này đó, thì chúng ta thấy rằng là Chúa, Ngài muốn dạy dỗ con người chúng ta. Và Chúa cũng cho tôi và quý vị biết rằng con người của chúng ta rất là quý báu. Tất cả những loài cây cỏ và những động vật khác nhằm mục đích để phục vụ cho con người mà thôi. Đấy. Nhằm mục đích để phục vụ cho cái hạnh phúc của con người. Cho nên Chúa Giêsu vì cứu một người bị quỷ ám mà Ngài đồng ý để cho nó nhập vào bầy heo. Một con người nó quý trọng hơn cả mấy ngàn con heo. Và ở tại đây đó, Chúa Giêsu rủa xả một cái cây vả để dạy dỗ cho các môn đệ của Ngài về đức tin. Và đó là điều quý báu ngày hôm nay tôi và quý vị đang học cái bài học này. Cũng là mục đích mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta khi mà Ngài rủa xả cái cây vả. Tại sao cây vả này bị rủa xả? Cây vả này là một hiện thân, có thể nói là hình bóng về con người của chúng ta. Chúa Giêsu muốn dạy dỗ các môn đệ của Ngài. Và hình ảnh của cây vả là cái hình ảnh mà Chúa Giêsu muốn cho họ thấy rằng họ có thể ở trong cái trường hợp của cái cây vả đó. Cây vả này không tới mùa, chưa đúng mùa mà nó lại ra lá. Đấy. Và nó lại không có trái. Đó là những điều mà khiến cho Chúa Giêsu đã rủa xả cái cây vả. Và tại sao như vậy? Vậy điều này nói lên cái gì? Trong đời sống của tôi và quý vị, nhiều khi chúng ta thấy rằng là cái sự bày tỏ, cái sự biểu lộ của chúng ta, những nhà nghiên cứu cho biết rằng là khi mà cái cây vả đó mà nó có lá nhiều như vậy là nó có trái. Đấy. Khi một cái cây vả mà có nhiều lá như vậy đó thì là chắc chắn là nó có trái. Nhưng mà khi đến gần thì chỉ thấy lá mà lại không thấy trái. Đó là một cái sự ngược đời. Đó là một cái điều mà bất thường đã xảy ra đối với cái cây vả này. Nó không phải mùa, nhưng mà tại sao nó lại ra lá? Nó ra lá, thật sự ra đó là cái, nó không có lỗi đâu. Nhưng mà Chúa muốn dùng cái trường hợp này để dạy dỗ. Tôi và quý vị đó, trong cái đời sống của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta bằng lòng với một cái đời sống là bề ngoài, nghĩa là lá xanh. Bề ngoài toàn là lá xanh thôi. Và chúng ta thấy tự hào lắm. Từ đằng xa người ta có thể nhìn thấy một cái cây vả có lá như vậy và người ta nghĩ rằng cái cây vả này có trái. Đấy, đấy là một sự đánh lừa. Đó là cái sự giả hình bề ngoài của con người chúng ta. Mà Chúa Giêsu muốn dùng cái cây vả này để dạy dỗ cái trường hợp của cây vả này. Và quý vị thấy đó, rất nhiều những thầy Pharisee, những thầy thông giáo, bề ngoài đó họ dường như là rất hiểu về Đức Chúa Trời. Họ rất là tin kính. Nói như Kinh Thánh nói là bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng mà bên trong thì chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Và đây là một cái tình trạng mà quý vị thấy rằng rất nhiều. Dầu rằng chúng ta theo Chúa, nhưng mà chúng ta cũng bị vướng vào một cái gọi là cái dòng xoáy của cái sự hình thức bề ngoài. Những cái gì bề ngoài đó chúng ta luôn luôn chú trọng. Và chúng ta cứ nghĩ rằng bề ngoài của chúng ta là đủ rồi. Gọi là như vậy là đủ để hài lòng rồi. Nhưng mà không, điều quan trọng nhất là trái chứ không phải là lá. Đấy. Điều mà Chúa cần nơi mỗi chúng ta đó là kết quả chứ không có phải chỉ là lá xanh. Cho nên Chúa nói ở trong gian đoạn 15 đó, cái cây vả đó, Chúa phải tỉa sữa đó cho nó ra trái. Và nhánh nào mà không kết quả thì cha ta sẽ chặt. Đấy. Chúa nói ra, nếu mà nhánh nào không có kết quả đó, không kết quả nhưng mà nó cũng lá xanh. Không kết quả nhưng mà nó cũng có nhánh, có lá. Nhưng mà Chúa nó không.
Nếu không kết quả thì cha ta sẽ chặt. Và nhánh nào mà đã có trái rồi nhưng mà nó ít á, cha ta cũng tỉa sữa nó để cho nó sai trái hơn. Như vậy thì điều mà Chúa đòi hỏi nơi tôi và quý vị là một đời sống kết quả. Không phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn các ngươi để các ngươi đi vào kết quả. Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 16. Như vậy thì điều mà Chúa muốn nơi tôi và quý vị là gì? Là kết quả cho Chúa. Đấy. Chứ không phải là lá xanh. Lá xanh là cái giai đoạn chuyển tiếp thôi. À. Trước khi nó ra trái thì nó có lá xanh là đúng rồi. Nhưng mà nếu chỉ lá xanh mà thôi, chỉ dừng lại ở đó mà thôi thì chưa đủ. Vì vậy cho nên Chúa muốn tôi và quý vị phải có một đời sống kết quả. Và Chúa cũng nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 8 đó, cha ta sẽ được sáng danh thế nào ấy là các ngươi kết nhiều quả. Môn đệ của Chúa là kết nhiều quả, quý vị phải nhớ điều đó. Vì vậy cho nên Chúa muốn tôi và quý vị sống một đời sống tích cực để kết nhiều quả, cũng giống như quý vị làm một việc gì đó mà đạt tới một cái thành quả cao, quý vị phải rất là tích cực. Chứ chúng ta không có thể nào biếng nhác, không thể nào chiếu lệ được. Đấy, và đó là điều mà Chúa muốn tôi và quý vị cũng như các môn đệ của Chúa ngày xưa. Chúa muốn nói cho họ rằng là họ phải kết thật nhiều quả và đừng có hài lòng với những cái hình thức bề ngoài, đừng có hài lòng với những cái lá xanh. Có rất nhiều người, những cái lá xanh đó có thể là gì? À, chúng ta về tri thức, rồi bằng cấp, ha, rồi những cái hình thức nghe nó có vẻ như là tốt lành lắm, nghi lễ đẹp lắm. Nhưng mà điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất đó chính là kết quả. Cũng như trong Ê-xê-chiên đoạn 37, Kinh Thánh nói thế nào? À, những cái xương hài cốt khô đó nó hiệp lại mà sau đó có da có thịt mọc lên. Nhưng mà nó phải có hơi sống đến cuối cùng, tột đỉnh của con đường mà chúng ta đi theo Chúa đó là chúng ta phải có sự sống. Các cái xác người nằm đó phải có hơi thở của Chúa đến, phải có sự sống, thì những cái xác người đó nó mới đứng trỗi dậy và đứng trên chân mình và trở thành một đạo quân. Vì thế cho nên rất nhiều tôn giáo, rất nhiều những tôn giáo theo Chúa đó, người ta hài lòng với một cái thân, một cái hình thức bên ngoài. Ồ, có nghĩa là hồi xưa các cái xương này, những xương cốt khô này nó nằm rời rạc, bây giờ nó hiệp lại một rồi. Thấy không? Nó thống nhất lại được rồi. Tổ chức rất là hay rồi. Rồi nhiều cái hình thức giống như là có da có thịt đắp ra bên ngoài và quý vị thấy nghi lễ. Quý vị thấy rất là đẹp, rất là hay, rất là chu đáo. Rất có ý nghĩa. Nhưng mà quan trọng nhất là có sự sống hay không. Đấy. Đó là điều rất là quan trọng. Chứ không phải là chỉ hình thức bên ngoài. Nếu toàn là lá mà là không có trái thì Chúa rủa sả. Đó là điều mà Chúa muốn dạy cho tôi và quý vị tại đây. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị biết rằng cái cốt lõi của con đường theo Chúa là gì? Đó là chính chúng ta phải làm vinh hiển danh Chúa. Chính chúng ta phải có sự sống để kết quả cho Ngài. Đó là cốt lõi. Chứ không phải là tôi theo đạo bao nhiêu năm. Không phải là tôi được cái bằng cấp gì mà tôi ở trong hội thánh tôi có cái hiểu kinh, học kinh thánh bao nhiêu, hiểu chuyện gì. Làm gì tôi cũng có bằng cấp này bằng cấp kia để tôi treo lên đủ rồi. Không. Không phải. Cái đó là lá xanh. À, cái điều đó tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà điều Chúa muốn tôi và quý vị là gì? Là phải kết quả cho Chúa. Và có sự sống của Ngài ở bên trong chúng ta để chúng ta kết quả. Và nếu chúng ta không có điều đó, cũng như khi quý vị hầu về Chúa cũng vậy, một số các anh chị em bước vào trong con đường hầu về Chúa, không phải là mình vào đó để mà mình đến một cái nhà thờ lớn thì mình mới gọi là được phước. Không phải rằng mình có bằng cấp cao thì mình sẽ được phước. Hả? Không phải. Điều mà chúng ta cần đó là gì? Cũng như không phải là mình lên một cái vị trí nào đó ở trong hội thánh rồi mình được rất là bề dày nhiều cái thành tích mà ai cũng ghi nhận hết. À, và thậm chí như là như giáo hội công giáo là phong thánh cho người ta nữa. Cái đó là chỉ bề ngoài mà thôi. Cái điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất là chúng ta kết quả cho Chúa hay không? Điều quan trọng nhất là chúng ta có sự sống của Ngài để có những cái trái cung cấp, những trái ngon ngọt, à, để cung cấp, để làm vinh hiển danh Chúa, để đem sự sống đến cho người khác hay không? Đó là điều mà Chúa cần. Rồi chúng ta ngày hôm sau khi mua các môn đồ thấy như vậy thì các môn đồ mới họ nói với Chúa được: Chúa ơi,
cái cây mà ngày hôm qua thầy rủa xả đó, bữa nay nó khô hết rồi. Và Chúa nói thế nào? Nếu các ngươi có đức tin, ngươi có thể bảo hòn núi này cắt mình lên một con xuống biển. Nếu ngươi không nghi ngại gì trong lòng, à, những gì mà ngươi cầu xin, ngươi tin đã được thì chắc chắn là điều đó sẽ được. Ở đây Chúa muốn dạy dỗ các môn đệ của Chúa về đức tin, để có được một cái đời sống có kết quả, để cha ta sẽ được sáng danh thế nào. Đấy là khi cái ngươi kết quả. À, hãy ở trong Chúa. Nếu Chúa và lời Chúa, ta và lời các ngươi trong ta và lời ta trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Và nhân đó thì Chúa mới được sáng danh. Khi mà chúng ta thật sự có kinh nghiệm về Chúa, có đức tin để chúng ta có thể nhận lãnh rất nhiều những cái ơn phước, những điều diệu kỳ, thì Chúa mới được sáng danh, quý vị thấy chưa? Và vì vậy cho nên thông qua sự cầu nguyện, quý vị phải nhớ, thông qua sự cầu nguyện thì chúng ta mới có thể nhận lãnh được. À, nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa thì chúng ta mới nhận lãnh được, còn bằng không thì chẳng qua là do nỗ lực của chúng ta. Đồng ý rằng trong cuộc sống này tôi và quý vị đều có thể làm việc bằng đôi tay của mình, bằng trí tuệ của mình. Chúng ta cũng có thể tạo ra của cải vật chất, chúng ta có thể có một cuộc sống thành công, chứ không phải là không. À, nhưng mà Chúa muốn tôi và quý vị hãy nhận ra rằng nếu có Chúa ban cho chúng ta thì cái sự thành công nó lớn hơn. Nếu có Chúa ban cho chúng ta thì cái sự thành công nó tuyệt vời, nó trọn vẹn hơn. Sự thành công ở đời này chúng ta thấy đó, nhưng mà nó có khi nó dẫn theo rất nhiều những cái phiền lụy, những cái nguy hại đó. Giống như có nhiều người chưa có địa vị thì thôi, khi có địa vị rồi bắt đầu kiêu căng. Hồi xưa có nhiều người ở Việt Nam, có nhiều người chưa làm được làm ông này ông kia thì không có ăn nhậu, không có hư hỏng, không có hối lộ. Nhưng mà khi mà mình đã lên một cái vị trí nào đó rồi thì bắt đầu rất nhiều những cái điều không tốt xảy ra. Quý vị thấy chưa? Đó là thành công ở đời. Nếu có tiền nhiều thì tiền nhiều đó sẽ dẫn tới cái sự kiêu căng, cái sự tham lam. Và có tiền nhiều thì quý vị thấy đó, cũng làm cho mình hư hỏng luôn. Mình sống một cuộc sống hưởng thụ, cuối cùng mình hư hỏng luôn. Cái sự thành công của Chúa cho nó khác. Giống như quý vị thấy các môn đệ của Chúa khi mà họ đánh cá, suốt cả một đêm không bắt được gì hết. Nhưng khi Chúa cho họ thành công, Chúa bảo thả lưới, chèo ra ngoài sau thả lưới, và Phi-rơ vâng lời, chèo ra ngoài sau thả lưới. Thì lúc bấy giờ họ bắt được hai thuyền đầy cá. Hai thuyền đầy cá. Nha. Nhưng mà quý vị để ý đi, Kinh Thánh nói rằng lưới gần đứt. Lưới gần đứt. Rồi thuyền gần chìm. Có nghĩa là nó nhiều đến cái mức tối đa, nhưng mà nó không chìm. Còn nếu lưới mà đứt thì chắc chắn là cũng đâu có bắt được cá đâu. Lưới gần với đứt ấy, rạn nứt ra vậy. Nhưng mà tới đó nó dừng lại. À, hai thuyền đầy cá gần chìm vậy đó, nhưng mà nó không chìm. Đó là cái sự đo lường của Chúa, và đó là cái sự tuyệt vời trong cái sự thành công mà Chúa ban cho. Thưa quý vị, cho nên cái sự thành công của ngoài đời, ở ngoài đời, và sự thành công trong Chúa nó khác nhau ở chỗ đó. Sự thành công ở ngoài đời có thể nhận chìm chúng ta đấy. Hai cái thuyền đầy cá đó, quý vị cứ tưởng tượng đi. Nếu họ được hai thuyền đầy cá và cá nhiều quá cho đến nỗi rồi cuối cùng họ chìm luôn, tàu cũng chìm, mất thuyền, cá cũng trôi luôn, rồi họ có khi cũng chết luôn đấy. Thấy không? Và rất nhiều người quý vị thấy tàu của họ đã chìm đó. Sau khi họ thành công, có nhiều người thành công lắm, nhưng mà sau khi thành công rồi, quý vị thấy bắt đầu bị chìm luôn. Là lý do là bởi vì cái sự thành công do cái sự cố gắng của chúng ta nó không được, cái nỗ lực của chúng ta nó không bền bỉ. Còn Chúa đó là Ngài đo lường rồi, cái sự thành công nó thật là tuyệt vời. À, đó là điều mà quý vị nhớ. Đừng có ham tiền, ham bạc. Đừng có nghĩ rằng mình cứ làm là mình sẽ có tiền nhiều. Có tiền nhiều coi chừng nguy hại nữa. Khi quý vị đạt tới một cái vị trí nào đó, quý vị sẽ thấy là nó có cái bẫy sẵn đấy. Nhưng mà nếu chúng ta đi trong Chúa, nếu chúng ta ở trong Ngài, thì cái sự thành công đó nó rất là tuyệt vời. Chúa cho chúng ta và biết lúc nào nó tới cái mức nào, nó không có chìm, thấy không? Và mình sẽ không kiêu căng, mình sẽ không tham lam, mình sẽ không ích kỷ. Đấy. Và đó là cái sự thành công tuyệt vời. Giống như bây giờ Chúa cho mình có tiền. Có nhiều người có tiền xong rồi ích kỷ. À, có tiền mà giống như là người ta nói người giàu đó,
giống như là tóc ở trên đầu mình nhiều lắm nhưng mà đứt một sợi cũng nghe đau, họ mắc một đồng cũng không nghe đau nữa. Có những người như thế đấy, thấy không? Đó không phải là cái sự giàu có trong Chúa. Cái sự giàu có trong Chúa là cái sự giàu có mà quý vị sẽ bắt đầu hào phóng, quý vị sẽ ban cho, quý vị sẽ giúp đỡ, cứu trợ, giúp người này người kia, chứ không có phải là cái cuộc sống ích kỷ. Còn ở ngoài đời người ta có tiền là bắt đầu người ta ích kỷ, người ta kiêu căng thôi nè. Người ta sống người ta khoe chứ còn thật sự là không có cho ai hết á. Đó, cái cuộc sống đó là cái cuộc sống ngoài đời đó. Và quý vị thấy rằng cái giàu đó nó trở thành là cái tội. Khi mình giàu như vậy đó, là mình trở thành một cái, mình trở thành một con người mà nếu không có giàu chắc chắn là mình không bị cái tội đó. Nhưng bây giờ mình giàu mình ích kỷ quá nha. Mình sống mình kiêu căng quá, thậm chí có người còn tham lam nữa, giàu rồi mà vẫn cứ tiếp tục tham, không bao giờ dừng hết. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta thấy được cái điều đó. Hãy cầu nguyện để Chúa cho chúng ta nhận được rất nhiều những ơn phước của Chúa. Để thông qua cái sự cầu nguyện quý vị sẽ nhận được. Và Chúa nói rằng khi các ngươi cầu nguyện thì hãy tin đã được. Cái yếu tố đức tin nó vô cùng quan trọng. Và Chúa nói nếu các ngươi không có đức tin, nếu người nào không có đức tin thì chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Nếu mình không có đức tin. Cho nên chúng ta phải xin Chúa cho mình để mình có đức tin trong sự cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, và Chúa nói rằng bất cứ điều chi khi chúng ta cầu nguyện, có nghĩa cái câu đó không có nghĩa là chuyện gì mình cũng xin, nhưng chuyện sai mình cũng xin. Cái câu mà bất cứ điều chi đó, cái câu bất cứ điều chi đó có nghĩa là cái chuyện gì Chúa cũng có thể là có khả năng để làm cho chúng ta, nhưng Ngài làm hay không đó là ý của Ngài, chứ không phải là chúng ta nghe cái câu đó chúng ta cứ bên nào mình xin cũng được, bắt đầu mình trách. Cái câu đó Chúa nói là hãy cầu xin tất cả những điều mình muốn, nhưng mà câu Kinh Thánh trước đó ghi lại thế nào? Nếu các ngươi ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, trong Giăng đoạn 15 câu 7 đó quý vị. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn, chứ không có nghĩa là hãy xin sẽ được. Mình xin hoài không được cho nên mình chán. Như nãy tôi nói quý vị đó, có nhiều người chán sự cầu nguyện lắm là bởi vì sao? Bởi vì họ không nhận được, cho nên họ chán cái gì? Họ không muốn cầu nguyện. Đấy không? Đấy. Chứ còn thật sự ra nếu chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ quý cái sự cầu nguyện lắm. Và chúng ta rất là muốn. Những chuyện gì chúng ta cũng cầu nguyện hết. Một chuyện gì chúng ta cũng cầu nguyện với Chúa. Và tôi thấy rằng thật sự như thế. Nếu chúng ta không cầu nguyện thì đừng nghĩ chúng ta thành công. Cái sự thành công đó là tạm thôi, giả thôi đấy quý vị. Coi chừng nghe nào, nó sẽ mất. Còn nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa, và khi chúng ta cầu nguyện như vậy, Chúa cho, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta thấy rằng đức tin của chúng ta phải có. Và chúng ta phải cầu nguyện ở trong Chúa. Chúng ta nếu các người ở trong ta và lời ta trong người, chứ là mình phải ở trong Chúa. Mình còn không ở gì trong Chúa hết, làm sao mình cầu nguyện? Sao mình biết được cái điều gì nên cầu nguyện? Mình đâu có muốn làm vinh hiển danh Chúa đâu. Không có ở trong Chúa thì đâu có làm gì vinh hiển danh Chúa đâu. Mình cầu nguyện cho ích kỷ của mình. Giống như Chúa ơi, Chúa cho con có tiền. Có tiền để làm gì? Đấy. Có tiền để con mua sắm cái này, con làm cái kia, để con có thể giải quyết vấn đề của con. Không nghĩ gì tới hết á, không nghĩ gì tới cái công việc của Chúa. Có nhiều người nói cái vấn đề cầu nguyện là xin cầu nguyện cũng chẳng qua là nói như thế thôi, chứ còn thật sự là họ không có tin rằng Chúa sẽ ban cho họ. Thấy không? Và nếu chúng ta không có cái mục đích rõ ràng, Chúa không cho chúng ta đâu. Chúng ta nhớ bà Anne. Bà Anne đã không có con và bà cầu nguyện xin Chúa cho mình một đứa con. Và đây là một điều rất khó. Thấy không? Giống như là một cái chuyện mà có thể là ngày xưa vấn đề hiếm muộn, mà bây giờ có thể là cách nào đó để mà có đứa con thì vô cùng khó khăn. Nhưng bà cầu nguyện với Chúa và Chúa đã nhậm lời. Và quý vị nghe cái lời cầu nguyện của bà. Bà cầu nguyện này: Chúa xin cho con một đứa con, con sẽ cho Chúa mượn. Có nghĩa là bà nghĩ rằng đứa con của bà, nhưng mà Chúa sẽ dùng nó. Đó là cái ý nguyện của bà. Bà sẽ dâng đứa con đó, đứa con đó sẽ hầu với Chúa. Và lời cầu nguyện nó đẹp ý Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta xin để mà làm vinh hiển danh Chúa. Xin điều đó để mà chúng ta hầu vị Chúa, để chúng ta đem hạnh phúc cho mọi người. Chứ đừng có xin một cách ích kỷ, là xin cho mình thôi. Nếu mà cho mình rồi mình sống ích kỷ, mình kiêu căng nữa thì Chúa cho mình để làm gì? Chứ cho mình là gây cho có tội thêm thôi. Thấy không? Cho nên, thưa quý vị, Chúa muốn tôi và quý vị
phải có đức tin trong sự cầu xin. Và chúng ta phải cầu xin ở trong Chúa. Chúng ta nhớ. Đấy ha? Chúng ta ở trong Ngài. Khi các ngươi ở trong ta và lời ta trong ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Giống như bây giờ mình đừng ở với Chúa, đừng gần với Chúa, đừng ở với một người nào đó, quý vị sẽ có một cái yêu cầu, có một cái lời xin mà rất là đẹp ý cái người đó. Tại vì quý vị đừng ở với họ. Đúng không? Chứ không phải là quý vị là cái người ở đâu xa bên ngoài tới, quý vị chỉ muốn lấy của trong nhà đó. Không. Quý vị đừng ở là đứa con trong nhà. À, và đó là cái mối tương quan giữa cái người cầu nguyện và Thiên Chúa. Thì cái sự cầu nguyện đó mới được Chúa nhận. Nhớ, chúng ta là con của Chúa chứ, chúng ta mới xin chứ. Còn chúng ta là cái người mà lấy những gì đó của Chúa để mà đi phục vụ cho ma quỷ thì Chúa đâu có cho. Vì vậy cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy biết rằng chúng ta hãy cầu xin ở trong ý của Chúa, trong cái sự tương quan đối với Ngài. Chúng ta ở trong nhà của Ngài, chúng ta ở trong cái mối thông công với Ngài. Thì khi đó cái sự cầu nguyện của chúng ta luôn luôn là đẹp ý của Chúa. Bởi vì chúng ta hiểu được ý của Chúa. Chúng ta cầu nguyện giống như bà anh này đã cầu nguyện là xin để mà con dâng nó với Chúa. Thấy chưa? Nếu quý vị xin Chúa cho mình một chiếc xe, là chiếc xe đó để con chở gia đình con đi nhà thờ này, để con đi làm việc nè, để con cũng sẵn sàng để mà giúp đỡ chở những anh em của con, những người này người kia phục vụ công việc của Chúa, thì Chúa sẽ cho. Con có nhiều tiền để con có tiền con có thể giúp đỡ cho người khác thì Chúa sẽ cho. Đấy. Còn nếu chúng ta chỉ xin có tiền không, chỉ xin cái xe không, chỉ xin cái nhà không, mà chúng ta không có một cái mục đích để làm sáng danh Chúa, thì thưa quý vị, Chúa không cho chúng ta. Đấy không? Cho nên chúng ta, vấn đề của chúng ta là cứ nộp đơn, cứ xin. Và Chúa, Ngài cho hay không, đó là cái quyền của Ngài. Chứ chúng ta không có thể nào mà ngồi đó để chúng ta đòi hỏi Chúa là phải làm cái điều đó cho chúng ta. Nếu chúng ta làm đơn không đúng đó, ở chính quyền đời này, giống như bên Mỹ này, quý vị không có nhiều cái việc mà người ta sẵn sàng giúp đó. Nhưng mà nếu mà mình nộp cái application lên, cái đơn lên đó mà nó không có đúng thì người ta cũng không cho. Thấy không? Cho nên chúng ta cần phải làm đúng theo những điều Chúa dạy. Và điều rất quan trọng đó là phải có đức tin. Nếu mà không có đức tin thì làm sao mà Chúa ban cho chúng ta? Bởi vì không có đức tin tức là những gì mà chúng ta nói đó là giả dối, thì coi như cái hồ sơ đó, cái đơn đó là không hiệu quả gì cả. Rồi có một điều nữa đó là chúng ta phải có một cái mối thông công tốt đẹp với Chúa và với con người. Người muốn cầu nguyện đó là cái người mà chúng ta phải có được cái mối tương giao tốt với Chúa và tốt với mọi người. Nếu chúng ta có một điều gì đó bất bình với ai, Chúa nói đó, khi mình cầu nguyện mà mình bất bình với ai đó, lòng của mình giận, mình không tha được, thì Chúa nói hãy để của lễ đó đi làm hòa với người ta xong rồi cầu nguyện. Phần của chúng ta đừng có bao giờ chấp ai, quý vị. Đừng có bao giờ. Mặc dầu trong cuộc sống này, tôi thưa quý vị là sẽ có những cái va chạm, sẽ có những điều không hài lòng, nhưng mà phần của chúng ta là không có chấp. Chứ không phải là chúng ta thù họ, ghét bỏ họ, chúng ta muốn hại họ. Không. Dầu họ là gì đi nữa, lòng của chúng ta phải xin Chúa tha thứ cho, giúp cho chúng ta để chúng ta tha thứ cho họ. Và khi chúng ta tha thứ như vậy đó, thì Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và sự tha thứ không có nghĩa là chúng ta đồng lõa. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta sẽ hợp tác bắt tay, không có. Chúng ta tha có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta không có bắt lỗi họ nữa. Chúng ta không có ý hại họ, ghét bỏ họ nữa. Nhưng mà trong lòng của mình cầu nguyện cho họ, xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúa Giêsu đã cầu nguyện nữa. Vì họ không biết việc họ làm. Họ cũng đáng thương lắm. Phải không? Xin Chúa tha thứ cho. Ê Tiên cũng đã cầu nguyện. Xin cha tha cho những cái người ném đá. Bởi vì họ không biết việc họ làm. Ngày hôm nay tôi và quý vị cũng vậy. Xin Chúa cho để tôi và quý vị phải tha thứ. Dầu có thể là chúng ta sẽ không đồng ý, chúng ta không có đi chung với những người đó nữa. Nhưng mà phải tha. Đấy. Đó là vấn đề mà Chúa dạy chúng ta. Nếu chúng ta không tha thứ thì Chúa không tha thứ cho chúng ta. Trong bài cầu nguyện chung chúng ta được Chúa dạy: xin cha tha tội cho con như con tha kẻ phạm tội nghịch cùng con. Có nghĩa là như con tha như thế nào thì Chúa sẽ tha cho con như vậy. Đấy là một điều kiện, quý vị.
À, một cái lời cầu xin có điều kiện là con tha thứ cho người ta thì Chúa tha cho mình. Và như vậy thì mình tha thứ cho người khác, đó là một điều rất tốt quý vị, bởi vì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không tha thứ cho mọi người, Chúa cũng sẽ không tha cho chúng ta. Cho nên vì lý do đó chúng ta cần phải tha thứ. Dầu rằng trong cuộc sống này có rất nhiều điều làm tổn hại chúng ta, nhưng đừng có để những điều đó nó trở thành một cái mối thù hận ở trong lòng của chúng ta. À, dĩ nhiên chúng có những đó là những người xấu, có một số người xấu chúng ta không có hợp tác, không có bắt tay, không làm việc với họ. Nhưng mà cũng đừng có ghét bỏ, làm những điều mà giống như là chúng ta muốn đòi cái sự công bằng. Không, hãy trao điều đó cho Chúa, rồi Chúa sẽ bù lại cho chúng ta. Những cái thiệt thòi của chúng ta, hãy tin đi, Chúa sẽ bù lại. Còn những người mà không sống trong sự công bằng, quý vị cũng để ý đi, chúng ta không hại họ, nhưng mà rồi Chúa sẽ phạt họ. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều những cuộc đời, người ta sống một cuộc sống mà người ta cứ nghĩ rằng giống như không có Chúa vậy. Người ta cứ sống, người ta muốn làm gì làm. À, nhưng rồi sau đó tôi nhìn thấy 10 năm, 20 năm tôi quay trở lại, thì tôi nhìn thấy những con người đó đều là những người mà bị Chúa giống như cái cây vả đó, bị khô. À, cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy sống một đời sống, một đời sống bởi đức tin, và hãy sống để làm vinh hiển danh Chúa, dâng sự vinh hiển cho Ngài. Khi đó thì tôi tin rằng chúng ta không phải chỉ có lá xanh, không phải chỉ hấp dẫn người khác, nhưng sẽ có nhiều bông trái. Khi chúng ta sống một đời sống đức tin, hãy cầu nguyện nhiều lên, hãy xin nhiều điều để làm sáng danh Chúa. Hãy xin Chúa cho mình sức khỏe, xin Chúa cho mình tài trí khôn ngoan và nhiều điều tốt lành. Tôi nói quý vị, hãy xin nhiều lên. Chúa không trách chúng ta. Và sau khi quý vị nhận được, hãy cảm ơn. Bất cứ một cái chuyện nhỏ thôi cũng cảm ơn Chúa quý vị. Chứ đừng có nghĩ nó nhỏ quá. Giống như bây giờ quý vị làm một gì đó, có ai họ khen, ủng hộ, tán dương quý vị, điều quý vị nhớ cảm ơn Chúa. Rồi hãy cảm ơn người đó, bởi vì thật sự Chúa ban cho mình. À, sự cảm ơn của chúng ta khi mà chúng ta nhận lãnh, thì đó là cái lý do để Đức Chúa Trời tiếp tục ban phước cho chúng ta. Vì vậy cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để hãy biết cảm tạ Ngài. Và bằng đức tin, tôi tin rằng quý vị sẽ nhận lãnh được rất nhiều những điều diệu kỳ. Đời sống của người theo Chúa là một câu chuyện thần tiên được viết bằng ngón tay của Thiên Chúa. Đời sống của những người theo Chúa là câu chuyện thần tiên được viết bằng ngón tay của Thiên Chúa. Tôi mong rằng quý vị sẽ kinh nghiệm được điều đó, để đến cuối cùng quý vị có thể nói rằng cuộc đời của tôi thật là tuyệt vời, và người viết câu chuyện cuộc đời tôi đó chính là Thiên Chúa. Tôi cảm thấy điều đó trong đời sống của tôi đúng như vậy quý vị. Chúa đã làm những điều quá tuyệt vời. À, và tôi chỉ luôn cảm ơn Chúa. Hằng ngày tôi cảm ơn Chúa. Một sự việc gì đó, một việc gì đó tí tôi làm, tôi luôn cảm ơn Chúa. Bởi vì Chúa cho, chứ không phải mình đâu. À, hãy dâng cái sự vinh hiển đó cho Chúa, và hãy cầu xin nhiều lên. Và đến giờ này tôi thấy rằng những điều mà tôi mơ ước, tôi cầu xin thì Chúa cho tôi gần như đầy đủ hết những cái đó. À, những điều mà tôi mơ ước trong cuộc sống của tôi thì Chúa làm những cái điều mà tôi mơ ước đó. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa. Hãy tin vào Chúa và hãy luôn luôn làm sáng danh Ngài. Hãy ca ngợi Chúa, bởi vì Chúa muốn ban phước cho chúng ta. Một tôi tớ của Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời muốn ban phước cho tôi và quý vị nhiều hơn là chính chúng ta khao khát nữa. Chúng ta muốn Chúa ban phước, nhưng mà không, Chúa rất muốn ban phước cho chúng ta. Để chi? Để chúng ta làm chứng nhân cho Ngài, để chúng ta ca ngợi Ngài, để chúng ta có thể đưa nhiều người đến với Chúa. Chúa muốn làm những điều diệu kỳ đó trên đời sống của chúng ta. Xin Chúa ban phước và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy thật sự chân thật đối với Chúa. Đừng như cái cây vả kia chỉ có lá bên ngoài mà không có trái. Hãy thật tình, hãy chân tình, hãy sống một cách chân thật. À, và hãy bằng đức tin của mình để mình nhận được nhiều cái kết quả. Bởi đức tin của mình để mà mình có rất nhiều những cái kết quả để dâng cái sự vinh hiển cho Chúa. Cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả cho ta. Xin Chúa ban cho chúng ta để chúng ta kết nhiều quả cho Chúa.
cuộc đời của chúng ta, mọi người sẽ ngạc nhiên, không biết tại sao có thể làm được những điều đó, không biết tại sao nó tốt đẹp như vậy, không biết tại sao có nhiều cái kết quả như vậy. Chúng ta sẽ nói mọi người, không phải tôi mà Chúa. Chúa đã ban sức, Chúa đã ở cùng, Chúa đã nâng đỡ, Chúa đã soi dẫn, Chúa đã vùi giúp. Xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta.